Thì bữa nay thì mình học buổi thứ sáu của cái phần tư duy logic trong cái đề thi đánh giá năng lực nha. Thì cái đề này thì chuyển lên cái nhóm Facebook hồi sáng rồi. Ta đi vào câu số 1. Nó cho mệnh đề nếu A đi nhanh hơn B thì A đến trường sớm hơn B. Tức là đây là mệnh đề sai ha. Mệnh đề sai này nó có dạng nếu thì. Nếu thì tức là kéo theo đó, mệnh đề kéo theo đó. Thì ở đây nếu mình đặt A là cái mệnh đề, mình đặt theo kiểu mệnh đề BQ đi. Mình đặt B là mệnh đề là A đi nhanh hơn B. Các em có nghe rõ tiếng nói của thầy không ạ? Dạ có. Thầy cảm ơn. Và Q là cái mệnh đề A đến trường sớm hơn B. Vì rõ ràng là cái câu này nó chính là B kéo theo Q, đúng không? B kéo theo Q, cái mệnh đề này là sai nè. Mà mệnh đề B kéo theo Q sai thì sao? B đúng. Đúng không? Điều này có nghĩa là gì? B đúng. B đúng và Q sai. Như vậy thì có nghĩa là ở đây nó cho mình đề B là đúng, còn mình đề Q là sai ha. Vậy thì mình sẽ coi ở dưới đây là những cái câu ở dưới đây là đúng hay sai. Nó hỏi là mệnh đề nào sau đây cũng sai nè. Thì ở chỗ câu A này nó chính là mệnh đề gì? A đến trường không sớm hơn B. Đây là mệnh đề gì các em? A đến trường không sớm hơn B, đây là mệnh đề gì? Mệnh đề này gọi là mệnh đề gì? Mệnh đề phủ định của mệnh đề Q, đúng không? Đây là mệnh đề phủ định của mệnh đề Q này. Vậy thì chỗ này nó cũng dạng kéo theo nhưng mà là phủ định của Q. Và kéo theo gì đây? Không nhanh hơn B. A đi không nhanh hơn B tức là mệnh đề B ngang, là phủ định của mệnh đề B. Đấy. Nhưng mà ở đây là mình thấy là cái đề nó cho đó là B đúng Q sai. Q sai thì coi như cái thằng Q ngang này nó đúng. Đó, còn B đúng thì B ngang này nó sai. Vậy thì chúng ta sẽ có mệnh đề dạng là đúng kéo theo sai này. Đúng kéo theo sai thì cái mệnh đề này nó là gì đây? Là sai. Đấy không? Em lưu ý là dạng mệnh đề kéo theo này là nó chỉ sai khi là gì đây? Mệnh đề nguyên nhân đó nó đúng, còn mệnh đề kết quả nó sai. Đấy. Như vậy thì cái mệnh đề này rõ ràng đây là mệnh đề sai, mình chọn A. Nó hỏi đâu mệnh đề nào dưới đây là cũng là mệnh đề sai, thấy không? Đấy, thì mình chọn ngay câu A luôn. Thì mình vừa phân tích câu A, mình thấy câu A nó sai thì mình chọn luôn. Thế thì khi mà mình làm thì mình chọn câu A rồi thôi, đúng không? Nhưng mà khi mình học á, thì mình sẽ phân tích kỹ rồi tại sao cái câu B này nó đúng nè, rồi câu C này tại sao nó đúng, rồi câu D tại sao nó đúng. Mình phân tích thêm để mình hiểu thôi, chứ thật ra mình làm thì tới đây là mình chọn A, phương án A rồi, thấy không? Thì có ai lý giải giùm thầy là tại sao cái ở chỗ phương án B là nó đúng không? Nếu A đến trường sớm hơn B, tức là chỗ câu B đó, ở chỗ phương án B đó thì nó dạng mệnh đề gì? Nếu A đến trường sớm hơn B tức là mệnh đề B. Mình đề quy chứ, mình đề quy. À, kéo theo cái gì đây? Thì A đi không nhanh hơn B. A đi không nhanh hơn B. À, đây mình đề này nè. A không nhanh hơn B.
nhanh hơn, nó là mệnh đề B đúng không? Vậy là không nhanh, không nhanh thì nó là gì? B ngang. Đó. Thì em thấy là đây rõ ràng là mệnh đề sai nè. Đó. Mà B đúng gì B ngang nó sai nè. Vậy là mà sai kéo theo sai là mệnh đề đúng ha, cái này là mệnh đề đúng. Vậy thì câu B rõ ràng là mệnh đề đúng. Đúng không? Đấy. Và tương tự như vậy thì em thử phân tích câu C, câu D coi tại sao nó là mệnh đề đúng. Như có bạn hỏi gì nha. Học sao có 36 người nha. 36 là kể luôn thầy với cái pha trình thì cái dư sơ trình chiếu nữa. Vậy thì còn có 34 nữa. Cái môn này nó chua ăn lắm hay sao bạn học càng ngày càng ít nữa. Rồi bây giờ mình sang câu 2 nha. Câu 2 thì trong một cái giải đấu bóng đá có 4 đội lọt vào vòng bán kết, đội V, đội S, đội T, đội Y. Cái này là tôi viết tắt của Việt Nam, Singapore, Thái Lan với Indo vòng bán kết. Nhưng mà có ba bạn An, Bình, Trung dự đoán, thử dự đoán kết quả. Thì bạn An dự đoán là S giải nhì, T thứ ba, và bạn Bình đoán là V nhì, T thì thứ tư, còn Trung thì đoán là S nhất, Y nhì. Nhưng mà kết quả cuối cùng thì thấy là trong trong ba bạn này thì mỗi bạn dự đúng dự dự đoán đúng một đội và sai thứ tự của một đội, thấy không? Đấy, một như vậy thì hỏi là đội nào hạng nhất. Rồi các em chọn đội nào hạng nhất rồi. Đội nào hạng nhất em? Em nào mà quan tâm bóng đá thì nhớ là mà cái giải đấu nào mà có bốn đội Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Indo vô vòng bán kết. Giải tôi nhớ như giải Tiger Cup hay gì. Không biết Tiger Cup năm mấy. Em có đoán được đội nào có tính đưa ra được đội nào là hạng nhất không? Là không mê bóng đá. Thì bây giờ đó theo kết quả thì có một đội nhất, có một bạn đó hai 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 đội đúng không? Vậy thì một bạn đó hai đội mà một có trong đây đó là có một ý đúng một ý sai đó, giống như cái bài hôm trước mình ấy. Để thầy coi coi là có kết quả nào đây. Ồ, bạn Lê Ý Nhi đoán 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 D ha, D. Có ai đoán D đâu? Singapore hạng nhất là năm nào nhỉ? Thế bây giờ mình sẽ bắt đầu từ trên xuống dưới nè. Mình giả sử như cái này nó đúng đi. Bạn An là đoán đúng là ớt thằng thằng ớt thằng nhì đi. Gì thì cái này là sai nè, chỗ này là sai nè. Đúng không? Này là sai. Đó. Mà nếu mà ớt nhì đó. Ớt nhì thì V nó không thể nhì được cho nên chỗ này nó sai. Đó. Vậy thì thằng này là gì? Thằng T là thứ tư. Đúng không? Đó. Cũng do ớt nhì cho nên y không thể nhì được. Cho nên ớt nhất. Đấy, thì mình thấy rõ ràng ớt nhất với ớt nhì nó mâu thuẫn không? Mâu thuẫn không? Nó mâu thuẫn. Đúng không? Vậy thì coi như thằng ớt không dễ nhì được. Vậy thì mình bỏ cái lập luận này. Bỏ lập luận này. Vậy thì mình sẽ coi cái lập luận thứ hai này là đúng à. Cái dự đoán thứ hai này đúng. Vậy thì thằng này không dễ nhì được. Được chưa? Mà nếu thằng T này nó đã ở vị trí thứ ba thì nó không thể vị trí thứ tư được. Đúng không? Không thể vị trí thứ tư được. Vậy thì cái thằng V này phải nhì. Cái này là đúng.
mà V nhì thì thằng Y này không thể nhì được, đúng không? Thì là S nhất đấy, gì S nhất để chọn D đấy. Không công nhận chưa? Thì chữ S này là Singapore đó, Singapore, còn cái V này là Việt Nam này. Năm 1998 thì Việt Nam với Singapore vào vòng chung kết rồi, Việt Nam thua Singapore này. Cái này là bỏ thông tin thì... Rồi. Sang câu số 3. Dựa vào thông tin cung cấp dưới đây để trả lời câu từ câu 3 đến câu 6. Thì có 6 người UVV kép IZX, có lẽ X, Y, Z nhưng mà đây nó đặt theo thứ tự Y, Z, X không? Thì ngồi thành hai hàng ba cột như hình vẽ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì em lưu ý là khi mà nó đặt như thế này thì mình có cái này là hàng trước, cái này là hàng sau, thấy không? Hàng sau trước sau mới có hai hai hàng đấy. Thì bây giờ đó là nó đây nó để là Z ngồi ở vị trí thứ năm, Z ngồi ở vị trí thứ năm nè đó. Rồi còn Y á thì nó ngồi sau V kép, Y ngồi sau V kép, thấy không? Gọi V kép hay V đúp dựng được. V kép là nói theo tiếng Hán, còn V đúp là nói theo tiếng Anh. Đây. Y ngồi sau V kép à. Y ngồi sau V kép và U không ngồi cùng hàng với V. Cái này là hàng này. Thấy không? Hàng trước, hàng sau. Hàng. Vậy thì U không ngồi cùng hàng với V. Vậy thì nếu thằng V mà nó ngồi hàng trước thì U phải ngồi hàng sau. Đấy. Thì bây giờ câu 3 nó hỏi là người nào sau đây có thể ngồi cùng hàng với Z? Rồi, em trả lời câu nào. Em trả lời câu nào. Câu 3 này trả lời câu nào. Mình suy nghĩ coi, suy nghĩ coi. Dựa vào mấy cái thông tin này mình suy nghĩ thế này, y ngồi cùng hàng với Z đó. Mình thấy là Z nó ngồi hàng sau đúng không? Vậy thì bạn nào có thể ngồi hàng sau đây? Có thể ngồi hàng sau. Bạn Lê Yến Nhi là em chọn câu nào D đây? Câu 3D hả? Là em chọn câu 3 3 hay là câu 2? Cái này nè. Bấm lộn hả? Ở đây em nhìn cái thông tin thứ hai này, em nhìn thông tin thứ hai này có nghĩa là gì các em? Nhìn thông tin thứ hai này. Đó. Y ngồi ngay sau V kép. Nó có hai hàng thôi. Hàng trước, hàng sau thôi mà nó Y ngồi sau V kép có nghĩa là Y ngồi ngồi hàng sau đúng không? Mà Y ngồi hàng sau vậy thì rõ ràng là Y nó phải cùng hàng với Z đúng không? Vậy thì đáp án D này. Đúng chưa các em? À, vậy câu 3 là đáp án D ha. Cái câu 3 này nó không cần phân tích nhiều cho nên rồi, bóp lại. Rồi. Bây giờ mình coi cái câu 4 nữa nha, coi câu 4 nha. Ủa sao câu D lại hả? D hả? sao câu D vậy? À cái này nó nói là Y ngồi ngay sau V kép ha. Ngay sau. Thấy không? Ngay sau tức là nó ngồi hàng sau mà sau lưng thằng V kép, vậy thì V kép phải ngồi hàng trước không? Hàng trước là chỗ này nè. Ý hay nói là V kép ở số 4 còn Y ở số 6 không? Không, V kép ngồi ngay sau V kép có nghĩa là V kép luôn ngồi ở hàng thứ nhất, tức là V kép có thể là 1 2 3 thôi. Em hiểu không? Y ngồi ngay sau V kép có nghĩa là V kép này nó ngồi hàng nhất nè. Hàng trước nè. Phải không? Vậy thì Y nó phải ngồi hàng sau. Hàng sau là cái hàng mà có chung với Z nè. Vậy thì nó hỏi là người nào ngồi cùng hàng với Z. Cái này là hàng nè em, là hàng nè, thấy không? Hàng nè, đó. Theo kịp không? Được chưa? Hàng là ngang rồi. Hàng là nè, hàng nè. Nó nói là Có hai hàng nè, hai hàng ba cột nè, thấy không?
ba cột như hình vẽ. Cái số ở trên là nó đánh 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 thứ tự của cái chỗ ngồi thôi, còn cái chỗ ngồi thực sự nó nằm đây nè, phải không? 6 chỗ đó. À, thì hai hàng là hàng này, à, ba cột nè. Được ha. Để nó đấy là y ngồi ngay sau vi kép. Y ngồi ngay sau vi kép. Có nghĩa là y lúc nào cũng ngồi hàng sau. Còn mà Z thì nó ngồi hàng sau rồi đúng không? Z nó ngồi hàng sau rồi, cho nên là thằng Y với thằng Z ngồi cùng hàng. Đó, thì ở đây nó hỏi là người nào sau đây ngồi cùng hàng với Z. Vậy là câu 3D ha. Bây giờ mình sang câu 4 nè. Hả? U như vậy cũng được mà. Hả? U với V cũng được hả? U với V sao được? U không ngồi cùng hàng với V đúng không? U không ngồi cùng hàng với V. Ý thầy nói đó là hàng thì nó ngang, nhưng mà y thì ngồi ngay sau mà thầy, ngay sau luôn á. Ngay sau. Thì ý ở đây là ngay sau có nghĩa là ngồi hàng sau lưng á, thì sắp theo thứ tự vậy. Thì ở đây là cái hàng trước nè, trước ở đây ngay sau, ngay sau thì là theo ý nghĩa ngày ngay sau là nó ngồi hàng phía sau, được chưa? Chứ không phải họ ngồi ngay sau là ngay cái số thứ tự nó sau. Ví dụ như ý em nói là sau có nghĩa là thằng V kép ở đây, thằng Y ở đây là có nghĩa là ngay sau là không đúng, phải không? Đấy, thì bây giờ mình hiểu ngay sau có nghĩa là gì? Là cái nó ngồi cái hàng trước, hàng sau, nó ngồi sau lưng, đúng sau lưng của cái thằng V kép luôn. Phải không? Tức là mình nhìn cái số 1 là phía trước, còn cái số 4 là phía sau đó. Vậy thì ngay sau là ngay sau lưng nó luôn đó. À, ví dụ như số 3, số 6 là ngay sau lưng. Rồi bây giờ mình sang câu 4 ha. À, muốn lại bạn nói Cũng hỏi hay sao là có thể là câu A với câu B phải không? Thì như vậy nó nói là UV không ngồi cùng hàng. Vậy thì có thể là U nó ngồi trước, V ngồi ở sau. Như thế này phải không? Vậy thì rõ ràng U với V kép là không thể cùng hàng được rồi. không, ít ý em là một trong hai trường hợp đó hả? Ở một trong hai trường hợp, ví dụ như thế này, V ở đây, U ở đây, thì U có thể ngồi cùng hàng với Z không? Nhưng mà nó không chắc chắn lắm, nó không chắc chắn bằng cái Y, và cái Y này nó bắt buộc ngồi cùng hàng với Z này. Nếu vậy thì cái đề phải hỏi là người nào sau đây bắt buộc ngồi cùng hàng với chiếc chứ mà là có thể chứ hả? À, cái này là có thể là cái đề nó hơi không rõ ràng nhất, nhưng mà thường nếu mà nó hỏi có thể gì thì mình sẽ chọn đáp án đúng nhất. Không, thì ý em là cái này mình có thể là mình thấy là mình để là chắc ngồi, phải không? Bỏ chữ có thể này đi, phải không? Hay là buộc ngồi cùng hàng với chứ, đúng không? Ý em nói vậy đó. Thì ý theo ý thì cái đề này nó đều để có chữ có thể ở đây thì nó cũng cũng không hay lắm, phải không? Không hay lắm. Thì mình có thể bỏ chữ có thể. Đấy, thì em hiểu gì là đúng rồi. Thì, tức là cái nó nếu mà dùng có thể thì có thể chọn UV được đúng không? Nhưng mà có thể có cũng có thể không. Còn cái thằng Y này là chắc chắn. Rồi. Mình sang câu 4 ha. À, câu 4 là nếu hàng trên từ trái qua phải lần lượt là giờ mình xóa hết mấy này đi. Câu 4. Nó nói là nếu như hàng 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 trên từ trái qua phải lần lượt là u
U, X và V kép thì điều nào sau đây phải đúng? Phải đúng rồi em. Là mình chọn cái nào? Mình nhắc lại là Y ngồi sau V kép, có nghĩa là nó ngồi ngay sau luôn nha. Ngồi cái hàng phía sau á. Đó, như vậy thì nếu như mà UVX này nó xác định là hàng 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 trên rồi, hàng trước rồi đó, thì ở đây đó, thì cái thằng Y nó phải ngồi sau V kép nè, đúng không? Như vậy thì còn duy nhất thằng V bắt buộc ngồi đây thôi. Đấy, như vậy thì rõ ràng là V phải ngồi ở vị trí gì? Thứ tư. V phải ngồi vị trí thứ tư là mình chọn đáp án A luôn. Các em có công nhận giống giống ý thầy không? Tức là thầy nhắc lại là theo cái ý là Y ngồi ngay sau V kép, có nghĩa là Y ngồi lúc nào cũng ngồi hàng sau, cái hàng phía sau hoặc là hàng phía dưới của V kép ha. Rồi. Vậy thì câu 4 thì xong ha. Bây giờ mình coi câu câu 5. Câu 5 là nó nói U, nếu mà U mà ngồi ngay trước Z thì điều nào sau đây chắc đúng? Mình bỏ cái này đi. Phân tích lại ha. Rồi. Câu 5 là nó nói là gì? Nếu U ngồi ngay trước Z, U này ngồi ngay trước Z là ngồi ngay vị trí số 2 này. Đó. Thì điều nào sau đây chắc đúng? Rồi, chúng ta thử 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 chọn coi đáp án nào. Câu 5 này. Có câu trả lời chưa các em? Năm B Nguyễn Đức Kha, Nguyễn Đức Khá Dạ khá. Khả ha, Khả hả? Khả đúng đúng là đáp án này, đúng là đáp án này. V ngồi sau ý. Không. Mà tại sao mà không V không ngồi vị trí thứ tư rồi? U là nó đang ngồi hàng hàng trước rồi, vậy thì thằng V nó cũng ngồi sau, thì V thì có thể là nó ở vị trí thứ tư, cũng có thể là ở vị trí thứ sáu, đúng không? Đấy. Nếu mà V vị trí thứ sáu thì còn lại thằng V kép, thằng Y thì V kép lúc nào cũng ngồi trước, không ngồi trước. Đấy. Nếu nếu V kép ngồi vị trí thứ ba thì chỗ vị trí thứ sáu này nó phải là thằng Y rồi, đúng không? Cho nên là không được, cho nên V kép ngồi đây. Mà V kép ngồi đây, Y nằm đây thì X nằm đây. Vậy thì lúc nào V cũng ngồi sau X. Nếu mà V ngồi bên đây thì X nó ngồi vị trí số 1. Đấy. Cho nên là chỗ này thì nó có thể thôi, chứ cái chỗ A này thì nó có thể thôi, nó chưa chắc đúng. Không? Đấy. Còn câu câu X, câu C cũng vậy, X có thể vị trí số 1 và cũng có thể vị trí số 3. Cho nên là câu C cũng cũng có thể đúng thôi, chứ chưa chắc đúng. Đấy. Còn ít ngồi ngay 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 sau V là sai. Thấy không? Tại vì nếu mà ít ngồi ngay sau V thì bắt buộc V nó sẽ cùng hàng với U, nó vi phạm với cái điều kiện thứ ba này. Đấy. Đấy. Cho nên câu 5 này chỉ B là chắc đúng. B chắc đúng. V lúc nào cũng ngồi sau ngay sau ít. Rồi bây giờ câu 6. Thế thì câu 6 là ta có thể xác định được vị trí của tất cả 6 người với điều kiện bổ sung nào như sau đây? Theo em là về điều kiện nào? Điều kiện nào được em? Bây giờ mình thử coi coi thầy thử từng điều kiện nha.
thử chuyện nếu như mình xét ở câu A Câu nè hả, C. câu C à, câu C bạn chọn câu C. Rồi bây giờ mình thử coi câu C bạn chọn coi sao nha. V ngồi vị trí thứ ba, V ngồi vị trí thứ ba, V ngồi vị trí thứ ba đấy. Nhưng mà mình thấy là V nếu mà ngồi vị trí thứ ba này á, thì thằng U nó phải nằm đâu? Thì U nó không cùng hàng với V đúng không? U không cùng hàng với V thì U nó phải số 4 hoặc số 6. Nhưng mà nếu U số 4 thì sao V kép nằm đâu vậy? À, nếu mà U mà ở vị trí số 4 á, thì thằng V kép á, thì nó không thể ở vị trí số 1 với số 2 được. Tại vì sao nó phải là y mà, sao nó phải là y đấy, cho nên thằng U bắt buộc nó phải ngồi vị trí số 6. À, mà còn vị trí trước sau như 1 4 thôi, cho nên là V kép nó nằm ở đây còn và y nằm đây. Và còn phần lại là x. Đấy, rõ ràng nếu mà U nằm ở vị trí số 3 là mình hoàn toàn xác định được vị trí tất cả 6 người. À, đấy, chắc chắn xác định được một vị trí duy nhất thôi đó. Đó là hoàn toàn là có thể xác định đúng vị trí của 6 người luôn ha. Còn có thể nếu mà mình còn sắp có thể có cách sắp xếp khác thì cái đó là không, theo nghĩa đó thì nó nghĩa là không xác định được ha. Đấy, thì vậy thì rõ ràng V ngồi vị trí thứ ba là mình có thể xác định được vị trí của tất cả 6 người ha. Thì đó là cái câu số 6. Mình có thể phân tích là tại sao là nếu mà V ngồi vị trí thứ hai thì không được ha. V ngồi vị trí thứ hai thì rõ ràng thằng U thì có thể số 6, thằng U có thể số 4 cũng được. Đấy. Cho nên là không xác định cố định được cái vị trí của 6 người. Không. Cho nên là cái B, phương án B này mình không chọn. Đấy, tương tự như vậy thì phương án A với phương án D mình cũng phân tích như thế. Rồi. Đó là 6 câu đầu tiên. À, bây giờ mình sẽ nghiên cứu thêm 10, cái này là từ câu tôi quên sửa số rồi, cái này từ câu câu 7 đến câu 10, câu 7 đến câu 10. Câu 7 đến câu 10. Câu 7 đến câu 10 thôi. Còn câu 11 là nó riêng rồi. Câu 11 là nó riêng. À, cái em sửa lại xem thầy chỗ trong tài liệu chỗ đây câu 7 đến câu 10. Thì ba cô giáo là An, Bình, Cúc chơi thân với nhau, mặc dù họ dạy ba môn khác nhau là toán, văn, lý và công tác ở ba trường khác nhau, Nguyễn Trãi, Quang Trung, Nguyễn Du, và được biết các cái thông tin như sau: cô An không dạy trường Nguyễn Trãi, không? Rồi cô Bình không dạy trường Quang Trung, cô giáo dạy lý thì không dạy trường Nguyễn Trãi, thì cô giáo dạy toán thì dạy ở trường Quang Trung, và cô Bình thì dạy môn văn, không dạy môn văn. Đấy, bây giờ mình ghi tên các cái trường ra là Nguyễn Trãi nè, Nguyễn Du nè, Nguyễn Du và Quang Trung, ba trường. Vậy thì cô An không thể dạy ở trường Nguyễn Trãi không? Vậy thì cô An đây không phải. Rồi cô Bình không dạy ở trường Quang Trung, cô Bình ở đây cũng không phải, cô Bình này cũng không phải. Và cô giáo dạy lý thì không dạy ở trường Nguyễn Trãi, cô giáo dạy lý ở đây cũng không ở Nguyễn Trãi. Và cô giáo dạy toán là ở trường Quang Trung không, tại vì toán nằm đây, toán chắc chắn nằm đây. Và cô Bình không dạy môn văn, làm sao đây, như cô Bình dạy môn gì, có xác định được không em? À, cô Bình không dạy ở trường Quang Trung đúng không? Cô Bình nè, cô Bình không, cô em thấy là cô Bình không dạy ở trường Quang Trung mà môn toán thì ở Quang Trung đúng không? Vậy thì suy ra cô Bình không dạy toán được chưa? Này mình phân tích nè,
Cô Bình không không dạy ở Quang Trung à, mà môn toán thì ở Quang Trung đúng không? Môn toán là cái môn của cô giáo dạy Quang Trung, vì suy ra là cô Bình này là không dạy toán đúng chưa? Mà cô Bình không dạy toán mà ở đây nó cho có thêm cái thông tin là cô Bình không dạy văn nữa, mà cô Bình không dạy văn, không dạy văn ấy, vậy thì suy ra là cô Bình phải dạy lý đúng không? Cô Bình phải dạy lý, dạy lý ấy. Nhưng mà cô Bình dạy lý mà môn môn lý này đó, môn lý này là nó không ở trường Nguyễn Trãi không đấy, mà môn lý này nó cũng không ở trường Quang Trung nữa, vậy thì môn lý này nó phải ở trường Nguyễn Du đấy, và lý và do đó cô Bình cũng ở trường Nguyễn Du được chưa đấy. Vậy thì chỗ này là cô Bình dạy môn lý nè. Đó, bây giờ câu câu 8 là mình phân tích kỹ là cô Bình là dạy môn lý đúng không? Đó. Còn môn lý là không ở trường Nguyễn Trãi rồi, môn lý này nó cũng không ở trường Quang Trung nữa, vậy thì môn lý ở trường Nguyễn Du, vậy thì cô Bình ở trường Nguyễn Du. Câu 8. À. Đó. Thì hỏi là cô nào dạy ở trường Quang Trung? Câu 9. Em coi coi câu 9 là đáp án nào. Ai nói được? Cô Cúc. Cô Cúc ở trường Quang Trung. Vậy là cô Cúc dạy toán ở trường Quang Trung hả? Ủa cô Cúc dạy văn á, thầy em trả lời câu 10 em nhầm. À, câu 10 hả? Câu 10 là cô Cúc dạy ông Văn gì à. Còn gì thì cô An là ở trường ở Quang Trung phải không? Cô An ở trường Quang Trung mà cô An dạy toán không? Tại sao? Tại sao mà có gì nè? Tại vì cô An không ở trường Nguyễn Trãi rồi đúng không? Cô An là cô Bình là ở trường Nguyễn Du rồi. Vậy là còn hai trường gì thì trường Nguyễn Trãi là phải là cô Cúc. Thì cô An không trường Nguyễn Trãi vậy cô Cúc. À, cô Cúc ở trường Nguyễn Trãi. Không, cô Cúc ở trường Nguyễn Trãi vậy thì cô An phải ở trường Quang Trung đúng không? Như cô An ở trường Quang Trung nè. Mà cô An là dạy toán rồi, vậy thì còn lại là cô Cúc dạy văn. Đấy. Vậy thì mình phân tích hết luôn rồi. Thấy không? Cái này mình lập luận. Rồi. Bây giờ mình sang cái câu số 11. Câu số 11 á. Thì ở đây câu số 11 nó nói là tất cả các học sinh lớp A đều giỏi, là khẳng định đúng ha. Thì cái này chắc là thầy nghĩ là mình chọn được rồi. Chọn được đáp án rồi. Em có chọn được đáp án không? Theo em là câu 11 là khẳng định nào đúng? Nó nói là tất cả học sinh lớp A đều giỏi là khẳng định đúng. Có nghĩa ví dụ như trong lớp A mà nó có 4 người học sinh thì 4 học sinh này đều giỏi hết. Thấy không? Nhưng mà Bình là một học sinh của lớp A nên Bình học giỏi là đúng không? Nè câu nào? Đấy, thì mình phân tích thử coi A. Tại vì tất cả các học sinh lớp A đều giỏi rồi. Nghĩa là có 40 đứa thì 40 đứa thì giỏi hết, thì nó để là có ít nhất một học sinh lớp A học không giỏi là khẳng định này sai đó. Rồi An không là học sinh lớp A nên An không giỏi, không phải vậy, nó có thể là lớp B nào đó nó khác lớp A nó cũng giỏi thì sao đúng không? B học sinh lớp B thì chẳng có giỏi đứa giỏi chứ đúng không? Đấy, cho nên là cái đáp án này cũng, cái phương án này cũng sai nè.
mà giỏi thì nó chưa chắc là học sinh lớp A nha, nó có thể học sinh lớp B, lớp C gì đó, cho nên là cái phương án D này cũng sai luôn. Thế thì cái này là nó hiển nhiên, mình đọc vô mình cảm giác nó không có gì khó, có thể là mình phân tích được. Rồi bây giờ mình sẽ sang bốn câu cuối cùng. Cái thông tin thì trong biểu diễn ca nhạc có 6 ca sĩ M, N, B, X, Y, Z trình bày 7 bài hát đó. 7 bài hát mà trong đó là Y hát 2 bài, trong đó có một bài hát là hát đầu tiên mở màn đó, và cái bài thứ hai thì chưa chắc là nó ngay sau bài thứ nhất, tức là không phải là chưa chắc là hát 2 bài liên tục, có thể là hát 2 bài khoảng cách khác xa xa nhau. Còn các ca sĩ còn lại thì hát mỗi người một bài thôi. Đấy. Và nó có thông tin là N phải trước X, M phải hát trước Z và M phải hát ngay sau N hoặc là ngay trước N. Điều này có nghĩa là M, N nó phải đi cạnh nhau đúng không? M, N nó phải đi cạnh nhau. Và có hai bài hát được trình bày xen kẽ xen giữa B và X. Đấy. Thì bây giờ em coi theo cho thầy coi câu 12 này mình chọn phương án nào. Rồi các em coi kỹ thầy coi câu 12 chọn phương án nào. Mười hai là phương án nào được em? 12B, bạn Đức Khả chọn 12B đó. Rồi bạn Kim Hương chọn 12D. Bây giờ mình phân tích coi giữa B và D mình chọn cái nào nha. Ở đây em thấy là B, D đều Y là bảng đầu tiên hết nè, đúng không? Bây giờ mình phân tích B đi. B thì phương án B này đó thì em thấy là giữa M, N nó nằm kế kế nhau nè, đúng chưa? Rồi N là trước X, đúng chưa? N, N rồi mới tới X. Rồi M trước Z, M trước Z thỏa điều kiện này luôn. Rồi M, N nằm cạnh nhau rồi thỏa điều kiện này luôn. Và giữa B và X nó có đúng hai bảng. Hai bảng hát, đúng rồi, em dự phương án B. Còn cái D nó vi phạm chỗ là gì? M với N nó không cạnh nhau em. Thấy không? M với N không ở cạnh nhau. Thấy không? Vậy thì không chọn D được. Tức là em chọn một cái phương án sắp xếp nào mà nó thỏa hết tất cả điều kiện này thì mình chọn đó. Thấy không? Rồi câu 13. Câu 13 là nó nói là nếu B biểu diễn cuối cùng thì phương án nào được? Ha. Thì để dễ hình dung thì các em dạch cái số này ra. 1 2 3 4 5 6 thì 17. Bây giờ nếu mà B biểu diễn cuối cùng nè, đúng không? Và Y là chắc chắn là đầu tiên rồi nè. Và Y còn xuất nữa, đúng không? Đấy. Thì nó hỏi là phương án nào được? Rồi, vậy thì mình chọn cái nào? Tại vì giữa B và X là nó có phải có hai cái bảng xen kẽ đúng không? Như vậy thì nếu B ở đây thì X nó phải vị trí thứ tư đúng không? X nằm đây. Rồi. Vậy thì mình sẽ sắp xếp như thế nào đây? Rồi, bây giờ thầy hỏi nè. Nếu như Y, X, B nó như thế này thì MN phải nằm ở đâu? MN nằm vị trí 2, 3 hay là 5, 6? Bạn nào nói được? MN á. M với N nó phải nằm vị trí 2, 3 hay là 5, 6? Nó, tại vì nó có hai cái vị trí liền kề mà M với N phải liền kề với nhau đúng không em? Đấy. Cho nên là M, N nó phải là 2, 3 hoặc là 5, 6. Chứ nó không có một cái là M nằm ở vị trí 2, 3 còn N nằm ở vị trí 5, 6 không được. Nó phải liền kề với nhau. Thấy không?
Vậy thì M, theo em là M nào vị trí 23 hay là M nào vị trí 56? 23. Ừ đúng rồi, M nào phải vị trí 23 đúng không? Tại sao? Ví dụ M ở đây, N ở đây. Tại sao em? Dạ tại vì điều kiện nó cho là n trước ít. Ừ đúng rồi, N phải trước X đúng không? Cho nên không thể nào 56 được, 56 thì thế sao X sao đúng không? Vậy thì MN nằm đây. Vậy thì còn lại là X với gì? X với Z với Y đúng không? Z với Y. Vậy thì Z nằm đây, Y nằm đây hoặc là ngược lại đúng không? Vậy thì cả hai vị trí này thì X đều trước Z hết đúng không? Vị trí đấy. X thì trước Z hết. Cho nên phương án D, C này là đúng nè. Phải không? Phương án C là đúng. Rồi, bây giờ mình coi tiếp câu 14 này. Tìm khẳng định nào đúng. Khẳng định đúng ha. Câu 10, 14. À, chúng ta phân tích thử coi. À, câu 14 bây giờ mình coi cái khẳng định A này có đúng hay không nha. Coi khẳng định A này đúng hay không. Thì bây giờ mình sẽ làm như thế này. Đấy, phương án A là y, y là lúc nào vị trí thứ nhất rồi nè. Bây giờ giả sử như như y thêm cái vị trí thứ ba nữa thì mình sẽ có cái điều gì? Thì cái chỗ này nó còn dư vị trí số 2 không có liền kề nhau, vậy thì á là vậy thì mình sẽ có mấy cái vị trí liền kề như là 4 5 nè, 5 6, 6 7, nó có 3 trường hợp đúng không? Ví dụ như mình xét trường hợp là M nào ở vị trí 4 5 đi. M nào 4 5 đi. Thì x z nằm đâu em? X z là nó phải sau M nào đúng không? Vậy thì x x nằm đây, z nằm đây hoặc có thể ngược lại. Đúng không? Ví dụ như x nằm đây đi thì thằng B nó nằm đây. Vậy thì thằng B cách x quá xa. Nó không có cách hai bảng như 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 cái giả thiết. Cho nên M nào nằm vị trí này không được. Đúng không? M nào nằm vị trí này không được. Đấy. Bây giờ mình lại tiếp tục ship nè. À, nếu như M nào nằm vị trí như thế này. Vậy thì còn có một vị trí sau à. Vậy thì X nằm đây thì Z nằm đâu? Không được. Thấy không? Đấy, thì thằng Y thằng Z nó phải nằm trước trước M rồi, vậy không khó. Tương tự vậy thì M nào rồi vị trí 6 7 cũng không được luôn. Tại vì nếu mà M nào nằm vị trí 6 7 thì X Z nó phải trước M nào, cho nên cũng không được. Cho nên là rõ ràng là y nó nằm vị trí thứ ba là không thể được. Y nằm vị trí thứ ba này không thể được. Cho nên là y không thể nằm thể hát ở thứ ba, vậy thì cái khẳng định A này là đúng rồi. Thấy không? Đấy, khẳng định A đúng, vậy nên mình chọn A luôn. Được chưa? Đó. Vậy thì mình phân tích như thế ha. Rồi bây giờ tới câu 15. Với điều kiện nào dưới đây thì thứ tự biểu diễn của các ca sĩ là chính xác? Rồi các em coi coi à, mình sẽ lấy cái điều kiện nào chính xác luôn ha, chính xác và nó có đúng một vị trí thôi đó. Mình thử từng phương án ha, mình thử từng phương án ha, thử từng phương án. Phương án này. Ví dụ như mình thử phương án A đi. Thì Y nó vị trí thứ nhất rồi, M ở vị trí thứ ba nè, N vị trí thứ tư nè. Không. Đấy. Thì bây giờ đó là mình có thể xác định được cái X nằm đây đúng không? X nằm đây nè. Và Y Z nằm đây. Thằng Y cuối cùng, B nằm đây. Thì nó sẽ thỏa hết các cái điều kiện đúng không? Đấy. Thỏa hết điều kiện, nhưng mà thằng Y nó cũng có thể nằm đây, thằng Z nó có thể nằm đây, cho nên là cái thứ tự của nó thì nó cũng xác định được nhưng mà chưa chính xác, chưa chính xác, tại vì thằng Y nó có thể thay đổi vị trí, thằng Z vị trí 67 này, đúng chưa? Đó. Cho nên là MN ở vị trí thứ tư, thứ ba, thứ tư là chưa xác định được. MN ở vị trí thứ ba, thứ tư là chưa xác định được.
Thì bây giờ mình thử tiêu tiếp là M thứ tư và N thứ năm thôi. Tư năm thế này M ra. N ra. Để coi xác định được không? Thì giữa bây giờ thằng thằng B thì cái chỗ này nó có x với z là nó phải làm vị trí 67 à. Đúng không? Đấy, nhưng mà rõ ràng là x nó không thể nằm vị trí thứ bảy được. Mà nếu x nằm vị trí thứ bảy thì giữa B và x là nó không có khoảng cách hai bảng như như cái điều kiện ban đầu. Cho nên là x phải vị trí số 6 và bắt buộc z phải vị trí số 7 để m ra m nó trước z đúng không? M trước z. Mà m trước trước z nào trước x đúng không? Đấy. Vậy thì do giữa x và B nó phải có hai bảng. Cho nên là B bắt buộc ở đây và y đây. Cho nên rõ ràng nếu như M ở vị trí thứ tư và N ở vị trí thứ năm thì mình chỉ có xác định duy nhất một cái thứ tự này thôi. Thấy không? Thì thứ tự biểu diễn thế này. Cho nên là chỗ câu 15 này mình chọn phương án B. Thầy không biết có hiểu có ghi là không, này có ghi lại này. Đấy. Thì buổi học thứ sáu của mình về cái phần tư duy logic thì tới đây tạm dừng ha. Rồi. Hoặc là chúng ta còn có hỏi câu hỏi gì không ạ? Rồi, nếu không có thì chúng ta tạm dừng ở đây nha. Rồi, thầy xin chào các em.